Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VietTV. Sáng hôm nay Bảo Ngọc xin gửi đến quý vị một thông báo. Thưa quý vị là lý do ngày 28 tháng 9 năm 2022 thì VietTV có phát một video do anh Đức Đầu Bạc gửi về từ Mỹ. Và sau khi Bảo Ngọc phát xong thì Bảo Ngọc có nhận được một số phản hồi của quý vị khán giả. Và điều đó Bảo Ngọc cho rằng là cũng rất là có lý. Cho nên Bảo Ngọc sẽ làm cái video này để nói cho quý vị khán giả hiểu. Dạ vâng, với những cái gì mà những quý vị đã gửi về cho Bảo Ngọc thì Bảo Ngọc cho rằng hoàn toàn đồng tình với quý vị. Về vấn đề mà Bảo Ngọc đưa nhân vật ông Nguyễn Phương Hùng lên trên kênh của mình, có hai lý do Bảo Ngọc chia sẻ với quý vị như sau. Lý do thứ nhất là, kính thưa quý vị, là ông Đức Đầu Bạc sau khi mà tuyên bố thành lập hội con cháu Bác Hồ tại Mỹ thì ông Đức Đầu Bạc có gọi điện về cho Bảo Ngọc và nói Bảo Ngọc là ông Đức sẽ chọn VietTV để làm đơn vị truyền thông và đưa toàn bộ tất cả những cái thông tin gì liên quan đến hội con cháu Bác Hồ của ông Đức trên kênh VietTV của Bảo Ngọc. Thì Bảo Ngọc cũng cho rằng đây là một việc làm hoàn toàn làm tốt. Thế thì những cái vấn đề tốt thì Bảo Ngọc sẽ lan tỏa và Bảo Ngọc đồng ý với cái việc anh Đức sẽ chọn VietTV để làm cái kênh mà truyền thông cho anh Đức về nhóm hội con cháu Bác Hồ. Thì vấn đề này nó cũng rất là bình thường thôi, và như quý vị biết thì mối quan hệ giữa Bảo Ngọc và anh Đức, Bảo Ngọc cũng không cần phải giải thích với quý vị làm gì. Quý vị thừa biết là nó là một mối quan hệ trong sáng, chứ không có cái chuyện giống như là ông Nguyễn Phương Hùng xuyên tạc thời gian vừa qua. Và Bảo Ngọc cũng đã phải lên một cái status ở trên Facebook cá nhân của mình để nói rõ về vấn đề này với quý vị, cũng như là ông Nguyễn Phương Hùng, để ông ấy nhìn rõ ra cái sự việc. Thế thì câu chuyện mà Bảo Ngọc muốn chia sẻ là gì? Đó là, như quý vị đã biết, ông Nguyễn Phương Hùng xuyên tạc Bảo Ngọc rất nhiều. Bảo Ngọc rất là bức xúc. Nhưng mà lý do Bảo Ngọc đưa cái video này lên là vì anh Đức Đầu Bạc và vì hội nhóm con cháu Bác Hồ, chứ không phải là ông Nguyễn Phương Hùng. Thế thì ngay hôm sau Bảo Ngọc lại nhận được một cái thông tin nữa. Đó là Nguyễn Phương Hùng có đưa lên một cái đoạn trên live stream của ông ý và có phát lại cái video này. Sau đó thì ông Phương Hùng có nói là ở trên đó là giữa ông và ông Đức Đầu Bạc là có những cái mối quan hệ và những cái câu chuyện mà ông Nguyễn Phương Hùng nói là ông Đức sẽ tới đây sẽ lấy KBC hải ngoại để đưa thông tin về hội con cháu Bác Hồ, là điều này không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì Bảo Ngọc đã có đầy đủ những cái thông tin mà anh Đức chia sẻ. Sau khi cái live stream của ông Nguyễn Phương Hùng kết thúc thì Bảo Ngọc có hỏi anh Đức là thế có phải là anh nói với ông Nguyễn Phương Hùng về cái vấn đề là anh sẽ lên cái kênh đấy để anh nói chuyện về nhóm con cháu Bác Hồ trong thời gian tới không? Thì anh Đức bảo không, anh không có lên bất kể một kênh nào hết ngoài VietTV. Thế và anh cũng chia sẻ là anh chỉ duy nhất một cái video này thôi. Từ cái video tiếp theo không bao giờ có ông Nguyễn Phương Hùng ở trong đó nữa. Đấy, thì là câu chuyện là như vậy. Thế thì nhân cái buổi ngày hôm nay thì Bảo Ngọc cũng phải nói như thế này. Cái việc từ trước đến giờ ông Nguyễn Phương Hùng xuyên tạc về Bảo Ngọc, thứ nhất là về mối quan hệ giữa Bảo Ngọc với ông Đức Đầu Bạc. Nguyễn Phương Hùng, ông đã cắt ghép hình ảnh và ông bôi nhọ Bảo Ngọc, rồi ông cho Bảo Ngọc là gái đứng đường. Đấy là một cái việc làm hoàn toàn sai trái và ngày hôm nay Bảo Ngọc nhắc lại. Thứ hai là cái vấn đề gần đây nhất là ông xuyên tạc Bảo Ngọc. Hai lần đến nhà anh Hoàng Duy Hùng, lần thứ hai Bảo Ngọc đến đấy một mình. Và ông đặt ra rất là nhiều câu hỏi đáng nghi ngờ với cái mối quan hệ giữa Bảo Ngọc và anh Hoàng Duy Hùng, trong khi anh Hoàng Duy Hùng thì anh ấy đang thì chuẩn bị có vợ sắp cưới và chuẩn bị người ta làm đám cưới. Thế mà anh lại đi anh xuyên tạc Bảo Ngọc như thế. Đấy là cái thứ sai thứ hai mà ông Nguyễn Phương Hùng phạm phải. Thứ ba nữa là tiếp tục đến ngày hôm nay thì Bảo Ngọc lại thấy là ông lại xuyên tạc tiếp ông Đức. Trước đấy những cái mối quan hệ mà ông xuyên tạc với ông Đức Bảo Ngọc không biết, nhưng mà đến bây giờ thì vẫn thấy là ông Nguyễn Phương Hùng lên xuyên tạc ông Đức, cho rằng ông Đức làm một cái video đấy để lấy cái lý do để chia rẽ những cái người ở trong nước, ví dụ như là ông Hoàng Duy Hùng, và mượn cái cớ để nói cái câu chuyện là phơi bày những cái gì đó của ông Hoàng Duy Hùng thì Bảo Ngọc không biết. Nhưng mà không nên làm như thế ông Nguyễn Phương Hùng ạ. Cái câu chuyện là ông Đức ông đã nói rõ rồi, bất
đồng nhưng không bất hòa. Tôi hiểu cái câu chuyện là bất đồng nhưng không bất hòa. Và sau khi tôi gọi điện, sau cái livestream của ông Nguyễn Phương Hùng, thì tôi có gọi điện cho ông Đức Đầu Bạc, và ông Đức xác nhận với tôi là anh không có nói như vậy, và anh cũng không có lên KBCHN nữa từ bây giờ trở đi. Bởi vì cứ mượn chỗ nọ để bẻ chỗ kia là một điều không thể chấp nhận được. Thế cho nên là đấy, cái câu chuyện là như thế. Thế còn tí nữa thì Bảo Ngọc cũng đã yêu cầu anh Đức Đồ Bạc là anh nói một cái đoạn ngắn video về những cái thông tin của Hội Con Cháu Bác Hồ anh gửi cho VietTV, và anh chọn VietTV như thế nào thì anh nói, để Bảo Ngọc gắn cùng với lại cái video này của Bảo Ngọc để chia sẻ cùng với quý vị khán giả. Dạ vâng, vài lời của Bảo Ngọc với quý vị khán giả như thế, chắc quý vị cũng đã phần nào hiểu được. Bảo Ngọc cũng rất mong quý khán giả cũng thông cảm cho anh Đức Đồ Bạc, vì hiện tại bây giờ anh Đức đang ở trong một cái môi trường hoạt động gặp rất là nhiều khó khăn, trong cái bối cảnh mà rất nhiều người chưa đồng tình, thậm chí có một số người còn chống đối, nhiều nhân sự gây bất bình cho những người Việt Nam ở trong nước, và vì những cái hành vi lời nói của họ. Nhưng mà anh Đức Đầu Bạc vẫn quyết tâm để thực hiện cái mục tiêu của mình. Thế cho nên là anh Đức đã làm bằng tất cả những cái tấm lòng của anh đối với quê hương đất nước. Và Bảo Ngọc nghĩ việc anh Đức muốn VietTV là một đơn vị truyền thông thì đó chính là quyền của anh Đức. Bảo Ngọc cũng hoàn toàn là nhất trí, bởi vì là khi mà anh Đức đề xuất những cái vấn đề mà cần sự lan tỏa thì ok, Bảo Ngọc sẽ lan tỏa. Nhưng mà nhiều người thì lại lợi dụng vào những cái điều đó để mượn gió bẻ măng, sau đó thì lấy cái cớ nọ cớ kia để đi nói năng nó không chính xác, thì cái đấy lại là một cái điều sai trái. Và Bảo Ngọc thì rất tôn trọng anh Đức Đồ Bạc. Chính vì vậy cho nên sáng ngày 28 tháng 9 như quý vị đã biết là Bảo Ngọc vẫn đăng cái video đó. Tuy nhiên tiếp thu ý kiến của khán giả thì Bảo Ngọc cân nhắc và đã chia sẻ với quý vị như những cái nội dung mà Bảo Ngọc vừa nói về những cái vấn đề mà liên quan đến ông Nguyễn Phương Hùng. Dạ vâng, thế thì ngay sau đây Bảo Ngọc sẽ gắn thêm một cái đoạn video của anh Đức nữa vào dưới cái video này của Bảo Ngọc. Thế và mong quý khán giả cũng như là ông Nguyễn Phương Hùng, ông không được xuyên tạc và không được mượn gió bẻ măng rồi bóp méo đi cái câu chuyện đi, nó thành mất hay thì là nó không nên. Bảo Ngọc thì muốn nói lên một tiếng nói khách quan, chứ không phải cứ nói bừa, nói bãi, nói thích nói thế nào thì nói. Bảo Ngọc không thích như thế. Thế và ông Nguyễn Phương Hùng nhá, ông tuyệt đối bây giờ ông không được xuyên tạc Bảo Ngọc nữa. Ông mà còn xuyên tạc Bảo Ngọc nữa là Bảo Ngọc không để yên đâu. Bây giờ Bảo Ngọc có kênh VietTV rồi, Bảo Ngọc sẽ lên đây Bảo Ngọc nói đấy. Thế và ông nhiều tuổi rồi mà để một người trẻ như Bảo Ngọc nói, một người phụ nữ nói lại là nó sẽ mất cái hay đi. Đấy. Thế và ông cũng có ý định ông về Việt Nam nữa mà. Thế cho nên là ông đừng có làm những cái điều đó, người dân trong nước người ta sẽ ghét ông nhiều hơn là yêu quý ông đấy. Dạ vâng. Bây giờ mời quý vị theo dõi cái video của anh Đức Đầu Bạc. Kính thưa khán thính giả của VietTV, hôm nay là một ngày thật là vui. Tôi và em trai của tôi gặp nhau sau thời gian Covid, thì không có gặp nhau thường, vì em tôi là người làm ăn sinh sống ở tại Hồng Kông rất là nhiều năm. Hầu như là tất cả mọi người đều biết thì chuyến đi này về Cali thì em có dịp ở tại Cali thay vì ở tại Hồng Kông, nên tôi được dịp anh em hàn huyên và đi ăn với nhau, vì vậy nên rất là vui mừng. Tôi muốn gửi tới cho khán giả của VietTV một điều quan trọng, đó là chuyến đi Cali kỳ này để tôi cố gắng để lập ra một cơ sở của Con Cháu Bác Hồ tại tiểu bang California này, mà đặc biệt là đây là những người luôn luôn nghĩ tới và hướng về quê hương Việt Nam. Đây là những người con cháu của Bác Hồ
Vì như thế tôi phải nói rằng là rất là vui mừng để được gặp gỡ lại tất cả những anh em và được dùng bữa cơm tối tại một cái nhà hàng rất là đặc biệt trong vùng gọi là Phố Tàu này. Trên vấn đề thông tin thì như là quý vị gần đây được biết rằng Việt TV sẽ là cơ quan để mà thông tin tất cả những việc, những việc làm của Hội Con Cháu Bác Hồ. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ thường xuyên gửi đến quý vị những thông tin mà chúng tôi gặt hái được ở tại khắp nơi trên thế giới, chứ không phải riêng gì ở tại Hoa Kỳ, để mà chúng ta cập nhật được tất cả những thông tin, những sinh hoạt của con cháu Bác Hồ ở tại hải ngoại này. Nên một lần nữa tôi muốn gửi đến cho khán thính giả của kênh Việt TV để mà biết là Việt TV sẽ là cơ quan đặc trách thông tin tất cả những sinh hoạt của Hội Con Cháu Bác Hồ.